Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Ly đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của Minecraft Hair Seed. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok mọi người, hôm nay chắc là chúng ta sẽ tiếp tục hành quân rời vào đây thôi nhỉ. Nhưng mà mình đang suy nghĩ là có nên để cái chỗ này làm cái chỗ mà mình để đồ hay không. Chắc là mình cứ để đồ ở đây đi nhỉ. Mà thôi, chắc là mang đồ theo đi. Bởi vì ở đây thì nó cũng chả có gì nữa đấy. Nên là mình cứ mang vác đồ theo đi. Mốt mà có cần thì mình sẽ đi qua chỗ khác. Cái chỗ này mình thấy là cũng không phải là một chỗ đẹp để mà sinh tồn. Đấy. Chưa gì đã gặp một con chiếp chiếp màu vàng rồi. Rồi cái thịt của con này ăn thì cũng được khá là nhiều đồ ăn nhá mọi người nhá. Nên là cũng dám mà lấy theo. Thì nói chung là cái series này là một cái series Hair Seed. Mọi người nghe cái tên Hair Seed thì có vẻ cũ đúng không? Nhưng mà nó có thêm rất là nhiều mod mới ấy. Và có rất là nhiều thứ mà mình nghĩ là chúng ta có thể khám phá được ở cái mod này. Nên là nếu như bạn nào mà thích và ủng hộ thì anh em bỏ ra vài giây bấm cho mình một like nha. Bởi vì mình thấy có khá là nhiều bạn thích mình chơi mấy cái series mod cũ. Bởi vì là mod mới thì bây giờ có rất là nhiều người chơi rồi, mà mod cũ thì cũng ít người chơi. Nên là mình mong muốn là mọi người ủng hộ mình mạnh mẽ bằng việc là bấm like và chia sẻ. Để mình có động lực mình duy trì cái series này nó dài tập một chút xíu, để cho mọi người có thể coi một cách beautiful nhất cho mọi người nhá. Ở dưới đây nó có gì mà sao nhìn đỏ hoét vậy anh em? Ui, như là mấy con piranha đấy. Mấy con cá ăn thịt đấy các bạn. Mình nghĩ là thế. Ở dưới đây có vẻ là khá là nhiều này. Ui, với cả là mình để cái shader này vào thì nhìn nó có vẻ như không được 60 FPS các bạn ạ. Cá nhân của mình thấy thế nhá. Để nó không được 60 FPS nhìn nó cứ bị khó chịu á. Nhưng mà không tắt. Đấy, mình sẽ không tắt. Bởi vì là mình lỡ bật rồi thì mình sẽ không tắt đâu. Dù sao thì cũng gọi là lỡ rồi mà. Ủa, ở trên đây nó có một cái hòn đảo trên mây này. Hôm qua mình cũng tính là lên cái hòn đảo trên mây ở bên kia để xem thử nó có cái gì á. Nhưng mà quên mất nên cũng không lên. Chắc là mình cũng không lên mấy cái hòn đảo đâu. Mấy hòn đảo này mấy hòn đảo cũ. Ở trên đây toàn slam thôi, không có gì hết các bạn ạ. Nếu mà may mắn thì trên đấy sẽ có một ngôi làng. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là không may mắn đến mức đấy đâu. Bây giờ chúng ta lấy một ít thịt bò đi. Thì bạn nào mà chơi Hair Seed, các bạn chơi giỏi ấy, thì các bạn nên tìm hiểu một số cách chế tạo đồ tinh cơ các bạn ạ. Mình thấy là chế tạo đồ tinh cơ nó khá là hay. Với cả là nó sẽ gọi là giúp các bạn rất là nhiều trong cái quá trình các bạn đi phiêu lưu. Với cả là nó mạnh nữa các bạn ạ. Căn bản nhất thì vẫn là đồ tinh cơ rất là mạnh. Nên là mình khuyên là mọi người nên gọi là tìm hiểu một chút về đồ tinh cơ. Đồ tinh cơ nó khá là ok đấy các bạn ơi. Thì tập này mình sẽ đi adventure nhá, đi vòng vòng cái này. Mình vừa kiếm được cái gì, mình như mình thấy được có cái gì ở bên kia kìa. Đó, đang đi kiếm những cái thứ gọi là nó mới mẻ để mình vào mình review cho các bạn coi luôn. Đó 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 đó. Ở đây nó có một cái tòa lâu đài này các bạn. Thì chắc là hôm nay mình sẽ gọi là đại triệu. Mình nhớ cái tòa lâu đài này rồi. Hôm bữa mình có livestream mình đánh qua cái tòa lâu đài này rồi. Nhưng mà nhiều bạn chắc là chưa biết đâu. Nên là hôm nay chúng ta sẽ vào và đánh cái castle này nha. Tòa lâu đài và có con boss. Trong đây có con boss đấy. Nhưng mà boss trong đây thì nó cũng không có mạnh. Và boss ở trong đây nó là cái gì thì mình cũng sẽ tạm thời mình không tiết lộ. Để tránh cái tình trạng là mọi người biết hết rồi thì nó mất vui. Tí nữa mình sẽ xuống và Gian Tolstoyne. Ê, không phải. Cái tòa tháp này mình chưa đánh các bạn ơi. Và các bạn lưu ý nhá. Mấy cái công trình này ấy, người thấy mấy công trình này không? À, mấy công trình này là mấy công trình của cái mod này. Và các bạn sẽ không đập phá được nó. Các bạn sẽ chỉ đập phá được nó khi mà các bạn đánh bại được cái con trùm cuối ở trong cái mod, trong cái công trình này thì các bạn mới có thể phá được map nhá các bạn nhá. Đó, không phải là muốn đập phá đâu. Game này nó cũng đòi hỏi ghê gớm lắm các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái đường vào đó. Vẫn chưa thấy cái đường vào đâu nhỉ. Ê à, bọn này nó chơi bẩn quá. Nó cứ bắn từ trên bắn xuống thôi. Mình không có đường né. Mình đã tìm một cái đường vào mà có vẻ chưa thấy. Nếu mà mình không tìm được một cái đường vào cụ thể thì có khi là mình sẽ đi cái đường khác vào. À được rồi, có đường vào nha các bạn. Ủa, đông thế. Từ. Ôi, mấy con này thì một hit à? Từ từ ăn cái đã. Trời hơi tối rồi nha. Ủa, chúng nó tấn công liên hoàn tập thể các bạn ạ. Trời ơi, né. Ngay sởi ơi.
Mình chưa làm mấy khiên. Đấy, bọn này nó cầm cung nhiều, khi phải làm mấy khiên đấy các bạn ơi. Với cả là mấy con mob ở đây thì nó được một cái là chúng nó không sợ trời sáng các bạn ơi. Đấy, nó xuất hiện cả buổi sáng buổi tối á. Ủa chúng nó từ nhá, mình sẽ đi ăn cho nó đầy cây đã. Thực ra là mình đang tính là làm cái nò để đun cái đống thịt này lên đấy, để có gì ra sau. Rồi trời tối rồi đấy, nhưng mà mình bọn này uống thuốc được luôn đấy, uống thuốc luôn nhé các bạn, bọn này nó uống thuốc luôn. Chắc tí phải làm những cái khiên nữa đấy, không có khiên là khó đánh á. Mày á, mày uống thuốc này, còn một con thôi. Rồi tầm này đi ngủ một giấc đi, mình nghĩ là mình nên có một sự chuẩn bị kỹ càng. Ủa trời ơi, đứng như thế mà nó kêu là ở cách xa cái giường đấy các bạn ạ. Mình nghĩ là mình nên có một cái sự chuẩn bị kỹ càng trước khi mà mình vào hang ấy, à, vào đánh với cái công trình lớn này. Mình sợ là tí nữa mà đang đánh thì hết đồ ăn thì cũng nhục đấy các bạn ạ. Ôi từ từ nhá, đào bằng tay thôi, mình không có xẻng. Sao nhìn nó tối ấy, cắm cái đuốc vào nhìn vẫn tối này các bạn, không biết là các bạn có thấy không. Hy vọng mà... ôi tao vẫn chưa thấy đá. Trời ơi, đào tiếp xuống ở đây mới có đá này các bạn thấy không, đều thật đấy. Đây mình sẽ... ui mình nghe tiếng của zombie con anh em ạ, không biết phải không. Đó đó, mọi người nghe không? Đó 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 đó, không biết có là tiếng của zombie không, nghe nó cứ sao sao. Mình làm cái khiên đó các bạn ạ. Mình nghĩ là vào mấy cái chỗ này nó cầm cung khá là nhiều á, nên là mình nên làm một cái khiên. Đấy, với cả là các bạn thấy là đồ... nghe cái tiếng gì ấy nhở. Ui quên, cái với đuốc này vào nó dễ bị ấy lắm đấy, nó dễ bị đặt đuốc như này lắm, cực kỳ khó chịu luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm trước một cái lò. Nhưng mà bây giờ lại phải chặt cây này, gần như là làm lại từ đầu nhá. Đó, rồi làm một cái lò, tại vì mình không muốn là để nhiều đồ đó các bạn ạ, để nhiều đồ thì nó hơi phí á. Ui dồi ôi, con nhím các bạn ơi. Nhìn người mình giờ khác thì con nhím không. Rồi thì mình sẽ làm cái lò, hai cái lò đi, để mình đun cái đống thịt lên, xong rồi tiện thì mình sẽ chế tạo một cái ấy luôn. Ok, thì có than này, nhưng mà chắc là mình không dùng than đâu, mình dùng cái đống này đi, bởi vì là than thì tí có thể mình sẽ vào trong kia để mình làm đuốc ấy các bạn, thì nó hơi thiếu than. Rồi còn cái miếng thịt gà này cho lên luôn này. Đó, tí nữa chắc là vào kia cần đuốc ấy, với cả là mình cần mũi tên nhá, để mốt là mình có qua bên ấy thì mình sẽ xài. Mốt là mình có qua bên... ui nó khỏe đấy. Uầy, cầm cái này đánh này nhanh hơn này. Cái này thì mấy đam, cái này 6,5 đam nhưng mà nó khá là khỏe. Còn cái này thì tốc đánh thì không đến 9 thôi, cái tốc đánh 5 lận, đánh rất là nhanh, chắc là dùng để đánh mấy con mà không phải là zombie hoặc là skeleton, bởi vì game này là skeleton nó tính là zombie luôn đấy mọi người, nên là game này nó quy chụp chung skeleton với zombie luôn. Và chắc là mình sẽ làm một cái khiên đi ha, để nhớ nào cái công thức làm cái shield nó như nào, tại vì có một cái công thức làm đây, công thức làm cái khiên là cần một da đây, sau đó là chúng ta sẽ phủ cái này xung quanh như này là khiên, sau rồi chúng ta có thể gọi là ấy cái này lên đấy các bạn. Đây chúng ta có thể mạ vàng nó lên đó, nhưng mà tạm thời thì mình chưa có vàng ấy, cho nên là mình sẽ xài tạm cái khiên này nhá. Rồi bớt nhím một tí. Ủa trời ơi, đồ của mình sắp hư hết rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là sau hôm nay mình phải kiếm đồ mới ấy. Nhưng mà được một cái ấy, là ở trong đây thì nó khá là nhiều đồ, nên đã không có gì phải lo hết. Giờ cứ mỗi lần đi qua đây là làm một cái dương đi, để mấy cái... ui dương đẹp rồi, để mấy cái đồ kiểu không cần thiết. Thực ra thì mình có thể quăng đi á, nhưng mà thôi, để đây để lỡ may mà có ai chơi sau mà vào gặp thì cho họ luôn. Nghe có vẻ tốt bụng quá nhở. Nhưng mà mình nghĩ là mấy cái đồ này chắc họ cũng chả cần đâu. Rồi lấy cái đống thịt bò này đi, đun mấy bên một cái này cho nó nhanh. Rồi sau đó là chúng ta vào nhá. Chúng ta có 11 miếng thịt bò, 2 miếng thịt cừu. Ơ mình nhớ là mình có nhiều mũi tên đó mà nhở. Ở đây mình sẽ cất hết mũi tên đây nhá, bởi vì là cái mũi tên này về sau khá là cần đấy mọi người ạ. Có thể nhiều bạn nghĩ là nó không cần nhưng mà khá là cần đó nhở. Ui con gì thế này, what the, con này không phải zombie đúng không, con này nhìn ghê quá. Ui bẩn bựa đấy. Ôi 50 máu đấy mày nè, tầm đánh nó xa đấy, cây kia tầm đánh nó hơi ngắn, không sao không sao, cây này đánh nó đủ xa.
Ôi, nó bắn ra mấy cái. Ui, từ 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 từ. Con này không đùa đâu anh em ơi. Ôi, đam bằng đam bot đấy. Ui, 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 từ 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 từ. Hồi máu đã, hồi máu đã. Đâu ra vậy? Ui, ui, nhiều thế. Yêu, bảo sao? Mình cứ nghe tiếng các bạn. Mình không biết nó ở đâu. Ui, 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 hồi máu đi. Trời ơi, xong hồi máu nhá. Từ từ nhá, con này ghê quá à. Ui, nó leo được cây luôn hả? Vai trưởng. Quý ba đầu. Quý ba đầu. Quý ba đầu. Quý ba đầu. Ghê quá. Đánh nó rơi rồi cái này này. Khiếp. Trời ơi, nó bơi nhờn đấy. Cái này đào được cái gì? Hình như cái này mình nghĩ là đào nó ra cái... Chả ra cái gì hết. Ui mà chỗ này tởm quá anh em ạ. Tại sao mình lại có mặt tại khu này? Nhìn thật là gơ ghế. Vẫn phải lấy thêm một ít gỗ nhá, để có gì tí vào trong kia làm cái ấy. Nhưng mà cảm thấy là tốn đấy quá các bạn ơi. Tất cả là đồ sắp hư hết rồi này. Đồ sắp hư hết rồi các bạn ơi. Khổ quá trời khổ luôn á. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái tòa lâu đài này. Hy vọng là mình có đừng có bị hư cái bộ giáp sớm quá. Hư bộ giáp sớm quá là nhục lắm ấy các bạn ạ. Bởi vì là... Ua, quái ở đây nó mạnh đấy, nó không có yếu đâu. Nhìn thế thôi chứ... Toàn mấy con quái mạnh đấy. Ôm. Ai, chỗ này có cái chỗ để sửa đồ các bạn ạ. Ngon. Mình có thể dùng kim cương để mình sửa nhá. Ôi ôi, đánh con này cái bị tối rồi. Tối om mà chả nhìn thấy gì hết. Tối quá, tối quá. Tối quá, đắc quá, đắc quá. Đắc nhân tâm. Đắc nhân... cái đánh vào đây là bị tối các bạn ạ. Thế mới đều chứ. Đắc nhân tâm, đắc nhân tâm. Rồi, ok. Đây, mình sẽ bỏ giáp giết các thứ vào mình sửa các bạn ạ. Nhưng mà cũng đề phòng á. Cái nào sắp hư thì bỏ vào sửa trước các bạn nhé. Đây, một cái kim cương thôi. Ôi, cái gì á? Đập, cứ nghe tiếng kia là mình sợ, mình không dám ấy. Sửa hai lần đi. Mình phải ưu tiên sửa mấy cái đồ phù phép trước ấy các bạn ạ. Tại vì mình cứ thấy bọn này nó ấy á. Mình cũng hơi dép. Đó, sửa lại một chút đi. Cái mũ với cái quần luôn. Mỗi cái sửa một lần. Hồi nãy mình không dám tháo một lượt ra ấy. Mình sợ là bọn này nó chạy ra nó băm mình từ phía sau ấy. Nó bem mình ấy các bạn. Nên là mình không dám. Bây giờ thì tự tin hơn một tí thì dám rồi. Đang suy nghĩ là có nên vác theo cái đấy không các bạn. Vác theo cái đeo không? Chắc lấy luôn nhé. Ồ, cái đeo này không vác theo được rồi. Bởi vì là... Ồ, trong đây tối lắm. Cầm cái khiên mà nãy giờ quên đỡ các bạn ạ. Một con là hai nhát nhá. Một nhá. Ê, có khi chả cần cầm khiên đấy các bạn ơi. Ôi mẹ, thằng kia nó cầm cả que quỷ lửa. Mày đùa tao à? Tại sao lại cầm que quỷ lửa? Ok, quá trời đồ luôn. Thôi chắc cầm đuốc các bạn ơi. Mình nghĩ là nên cầm đuốc ấy. Chưa cầm cái khiên này có vẻ không ổn bằng cái đuốc đâu. Nhưng không tí tôi om mà chả thấy gì luôn ấy. Đấy, cầm cái này đôi khi anh em còn nhìn thấy một chút đúng không? Mở mấy cái dương này ra xem bên trong nó có gì nào. Ui, hay quá anh em ơi. Rất là nhiều đồ ăn nhá. Coi như là hôm nay là một ngày đi kiếm đồ ăn được. Một ngày đi kiếm đồ ăn cũng khá là ok đó. Chắc đi xuống rồi, mấy cái tà tháp này chúng ta đi xuống các bạn nhá. Đi lên là có cái nịt. Ủa, nhìn cái khu này ghê quá à. Một hit, hai hit. What à? Đánh nó bị cháy ạ. Đều thế. Mẹ đánh con boss này bị cháy ạ. Tại sao? Đồng thế. Ui, từ từ anh ơi. Đừng có phá giáp, đừng có phá giáp của em, đừng có phá giáp của em. Ủa đồng lắm các bạn ơi. Phải tới 20.000 con đấy. Con này chạy nhanh đấy chứ. Con này đông mà chạy nhanh. Zombie này không những... Ui. Ô sao mình đi lên trên rồi. Từ các bạn ơi. Sẽ có một vài con zombie nó sẽ bị cháy ấy. Quy luật mà mấy con này thì không bị cháy này. Đấy mà còn con zombie này sẽ bị cháy nhá. Mấy con mắt đỏ nó không bị cháy này. Còn mấy con zombie thường thì tụi nó sẽ bị cháy. Đấy là lý do tại vì sao mà mình dụ chúng nó lên đây. Đó. Người chơi kinh nghiệm chơi Minecraft nó thế các bạn ạ. Có kinh nghiệm chơi Minecraft là nó thế. Ui dồi. Đi một hồi cái đầy cái cây luôn ạ. Vãi lều đủ nhặt đủ mọi loại đồ luôn. Tí là mà cứ rơi ra đồ cần thì không cần được đấy. Cho nên là quăng bớt với cái áo bẩn bẩn nó đi. Ui được một đống tên này. Đống tên này cần đấy nhá các bạn nhá. Không bỏ đi được đâu. Nhiều bạn ấy kêu là vứt cái đống tên đi cho nó đỡ vướng. Nhưng mà mình nghĩ là cần á. Siêu cần luôn đấy. Chứ không phải là cần bình thường đâu. Nên là mày quá. Mình đang check thì xem là đồ của mình nó có hỏng hóc gì không. Nhưng mình thấy đồ nó khá là bình thường. Nó không bị hỏng á. Nên là ok. Ui bánh mì. Ồ quên.
chúng ta không thể đào được bất cứ cái gì ở đây nhá. Ủa, từ từ bình tĩnh, xử lý bình tĩnh rồi. Tầng ở trên mình nghĩ chắc không có gì đâu nhở. Con boss thì chắc nó ở dưới. Còn ui, từ từ, có đồ thì vẫn phải lấy, rất nhiều than rồi. Mình nghĩ là một trong số thứ mình cần nó thành than đấy. Với cả là vàng. Vàng cần, các biết mình cần vàng để làm gì không? Mình cần vàng để có gì mình làm táo vàng và đánh boss các bạn ạ. Đó, mình nghĩ là mình rất là cần táo vàng á. Ui, vãi, con này đâu ra vậy? Mày nè. Đánh chưa lo đánh, uống máu. Ui, cái cây búa của mình là phá giáp của con địch luôn nhá các bạn nhá. Khá là bé đó. Rồi đi xuống đây. Rồi, vậy là cuối cùng thì vẫn phải vào đây thôi các bạn ơi. Ủa, mình vừa chế tạo một đống đuốc rồi mà. Nhìn nó vẫn tối om các bạn ơi. Hello, con boss này nó vẫn ở đây mà. Mày nè. Hello, ủa con boss đâu nhỉ? Boss là đánh vào người nó là bị cháy đâu. Rõ ràng ở dưới đây có một con boss mà. Tối quá các bạn ạ. Đúng là cài cái shader này vào cái nó tối hết cả cái game luôn. Tối om. Đấy, bây giờ muốn ấy là muốn các bạn nhìn rõ ấy, là phải tắt cái shader đi hoặc là cắm nhiều đuốc lên. Ui, cái tiếng gì ấy? Vãi. Ui, không thấy gì luôn đấy. Gần như là mù luôn. Mù căng trải luôn các bạn ơi. Mù căng trải. Ui, đâu ra? Cắm vào tường nhé các bạn nhá. Ăn miếng đã. Ghê quá các bạn ơi. Như kiểu người mù đang di chuyển đấy. Không biết là nếu tắt shader đi nó có bị thế không? Ây à, đâu ra vậy các bạn? Được. Mày nè, đập nát giáp luôn. Con này cầm phóng lợn anh em ơi. Hai thằng phóng lợn với chúng tôi này. Gặp ngay với dân chơi lợn phóng. Ui, cái này chắc cứ đi xuống rồi. Ui, vãi. Cái gì á? Cứ cắm mấy đuốc vào cho dễ nhìn đi coi. Con này cầm giáp vàng à. Thực ra thì mình chỉ mong sao đánh chúng nó rơi ra vàng thôi. Đánh chúng nó rơi ra vàng sẽ ngon hơn. Kiểu gì cũng ngon hơn các bạn ạ. Chứ ra đồ vàng không cần. Đấy, chúng ta ra vàng tí mình làm táo vàng. Ây à, ơ bọn này, ui, nó quăng cái nửa cây máu ạ. Ảo thật đấy. Lùi. Calm down, calm. À, bọn này đứng xa nó sẽ quăng. Thế thì đứng gần nó sẽ cầm kiếm. Thế thì cuống lại gần nữa. Ui, hay là phát đầu tiên nó là sẽ quăng các bạn ạ. Đúng rồi, phát đầu tiên chúng nó sẽ quăng. Còn mấy phát sau chúng nó thì sẽ đánh tay. Chỉ cần né phát đầu tiên nó ra thôi nhá các bạn nhá. Ghê quá. Ui, càng ngày càng đi xuống càng sâu ạ, ghê quá. Cái hang này mình chưa đánh bao giờ, confirm lại với các bạn nhá. Hang này mình chưa đánh bao giờ đâu. Rất là tối. Ui, cầm cái cây kìa. Cái kiếm của nó là cây Gitter Work đúng không? Ui, cái cây này nó mà dã cho thì. Ui, Garen. Xoay này. Xoay đều. Ui, có kiếm này các bạn. Check xem nào. Iron Gets Work 9 đam, tốc đánh 1.2. Cây đấy đam cũng to các bạn ạ. Nhưng mà để đánh được một cái chắc cũng loài cả kèn. Nên là không đánh, à, không dùng nhá. Mình đang xài cái búa này, cái búa này nó có hại thây ma đấy các bạn. Lại tiếp tục đi xuống à. Không biết là có tất cả bao nhiêu tầng á. Ui, bắt đầu tầng này có đồ kim cương rồi. Vậy là mình nghĩ là gần tới boss cuối đấy các bạn ạ. Ui, tí có thể mình sẽ nhặt được đồ kim cương từ mấy con này á. Nhưng mà chắc với cả một điều là sắp tới boss cuối rồi. Ủa các bạn ơi, mình xài sắp hết đuốc rồi. À, mày quá, như hồi nãy mình đã nói ấy, các bạn thấy không? Các bạn nhớ mình nói không? Đấy, cho nên là bây giờ mình có thêm rất là nhiều đuốc. Chơi cái này phải cắm nhiều đuốc vào để cho khán giả được xem, được thấy gọi là nó nhiều đuốc. Chứ khán giả mà không thấy đuốc, khán giả chửi chết. Đập nát giáp. Nát giáp. Ê, rồi toàn rơi ra kim cương nhở. Có cái túi vàng này. Ê, đánh con này xong đã. Đập nát giáp luôn các bạn. Vãi trưởng. Tính ra cái búa của mình nó phá giáp ghê đấy chứ. Không, lấy cái túi thôi. Ui, cái túi này nhìn đẳng cấp này các bạn. Mở ra nào. Ở đầu bên trong thì lại không có gì đẳng cấp luôn. Ui, kim cương à. Rồi, nói chung là mấy cái đồ này mình sẽ lấy sau nhá. Tầm này tranh thủ đi xuống tìm con boss cuối coi. Đường xuống đâu ấy nhở. Ô, ở đây. Ôi, chắc boss ở trong đây quá. Ê, đúng rồi. Ê, phải không vậy? Hình như con boss đấy các bạn ơi.
cắm đuốc ở đây coi. Phải con bot không? Đúng rồi, bot kìa. Tới bot rồi phải không nhỉ? Không phải. Đánh nó không mất máu. À đánh nó không mất cái cục đỏ đỏ kia, chắc không phải bot đâu. Ok. Từ từ nhá. Đánh cái này núp núp à. Bao nhiêu máu? Không phải bot các bạn ạ. Nó chỉ là một thằng ấy thôi. Triệu hồi đó. Mình có thể dùng cái này để mình triệu hồi ra quái nhá. Đẳng cấp lắm các bạn ơi. Ở trong đây còn rất là nhiều thằng như thế đúng không? Ui chỗ này chỗ nào đấy? Tối quá không thấy cái gì hết. Ui có rất là nhiều đuốc các bạn ạ. Ui còn có đường lên nữa à. Lắm trò à nhờ. Có thuốc này này. Thuốc gì đây nhở? Check thì xem cái thuốc là thuốc gì nhá mọi người nhá. Thuốc, ô oh, thuốc tàng hình. Ngon ngon ngon. Mình lấy mấy cái thuốc này mình tàng hình mình đi. Chúng nó không thấy mình. Hợp lý á. Ui tàng hình 3 phút cơ. Ngon. Đây thuốc này nhìn thấy bóng tối à. Ôi. Đã. Trời ơi tại sao. Tại sao game này đẳng cấp vậy. Hồi máu à. Ui. À thuốc độc à. Wow. Thuốc độc. Haming là gì. Haming là thuốc gì nhỉ. Test thử xem nào. Ủa đây nhiều loại thuốc lạ các bạn. Sát thương à. Tăng sát thương hay sao ấy các bạn ạ. Đây nhìn trong bóng tối này. Quan trọng là mọi người đó. Mình sẽ cho mọi người đây nhìn trong bóng tối đây. Lấy mấy cái nhìn trong bóng tối cho mọi người coi thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Mình đang tàng hình đúng không. Ok. Chúng nó sẽ không biết mình đang ở đâu. Cái gì á. Nó tàng hình mà. Mẹ. Thuốc đều anh em ơi. Ủa cái này có đi được không vậy. Ủa. Trời ơi thuốc tàng hình mà. Nó lại nhìn thấy mình. Đúng là cái game bựa. Cái gì đấy. À đây là cái phòng chế thuốc của nó anh em ơi. Thuốc hồi máu này. Ờ thở dưới nước. Thôi đi đi các bạn ơi. Chống lửa hay gì ấy. Thôi có cái nhìn trong bóng tối là ngon anh em ơi. Đúng cái thứ mà mình đang cần. Thế bây giờ mình cầm cái khiên luôn. Khỏi cần phải cầm cái đuốc. May thế. Nhưng mà hình như nó vẫn hơi tối hơn đúng không. Nếu như mà mình từ từ nhá để xem nào. Cài đặt hình ảnh. Ui dồi ôi bảo sao. Rồi. Giờ thì nó sáng choang. Ủa nhưng mà bot thì nó sẽ ở đâu nhỉ. Chắc ở dưới đấy chứ đúng không. Giờ chúng ta đi tìm con bot rồi. Mình không biết bot ở đâu luôn anh em ạ. Đều thật. Thì cứ cắm đầu chạy xuống dưới thôi chứ. Ngoài cái đường dưới đấy làm gì còn đường nào nữa đúng không. Đây đường lên rồi. Đúng rồi. Đây đường lên rồi các bạn. Vậy con bot ở đâu nhỉ. Ồ từ từ ở đây còn đường này. Mình sẽ chạy một vòng đã. Ồ đây. Cái gì á. Hay là đường bot ở đường bên đấy. Vẫn phải cầm cái đuốc rồi các bạn ơi. Cầm cái khiên nó khó khó ấy quá. Ồ mấy con zombie nó bị nhốt ở đây. Mấy con zombie nó bị nhốt ở đây. Vậy là chắc là mình phải đi tiếp thì mới xuống chỗ con boss đấy các bạn ạ. Ồ từ từ. Bên đây cũng còn đường mà. Ồ đây là chỗ chúng nó ngủ. Vãi lều. Đây là nhà vệ sinh của chúng nó đúng không. Nhà vệ sinh ạ. Vãi trưởng. Tính ra cái game này nó cũng bựa đấy chứ. Làm đầy đủ phết đấy chứ nhỉ. Chắc là mình sẽ đi lại đi nhá. Đi lại dưới cùng thế nào xem có thấy không. Ơ từ từ bên đây cũng có đường mà. Ồ bên đây cũng có đường khác các bạn ơi. Ồ lại một đường khác nữa. Vãi lều. Từ từ để mình đi lại xuống dưới thế nào. Sắp hết nhìn trong bóng tối rồi. May quá mình còn một cái nữa. Mình ăn cái thuốc nhìn trong bóng tối này. Sau đó mình sẽ đi xuống lại thêm một lần nữa nhá. Để xem nó như thế nào các bạn ạ. Đây rồi. Xuống đây rồi các bạn ơi. Nhưng mà con boss ở đâu nhỉ. Đi tới đây là nó hết phòng rồi. Còn cái đường ở đâu nhỉ. Ai trời ơi ở đây nó có đường này. Thế mà nãy giờ mình không để ý ấy. Bo tay trông. Ô boss đây à. Đâu phải. What. Con bò nấm anh em ơi. Ở đây có một cái cây nấm khổng lồ. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy boss ở đâu nha. Trong đây nó có cái phòng đây. Đi vào cái phòng này xong rồi đi ở trên thì không có gì rồi. Thế thì boss nó nằm ở đâu nhỉ. Đi hết rồi mà. Ở đây. Mình nghĩ là có cái gì đó để mở cái này ra đấy các bạn ạ. Mà mình không biết thôi.
để mình đi tìm. Đây có đá đỏ, đá điếc các thứ này. Giờ làm nào để mở. À mình có thể tự chế mà. Nhưng mà tạm thời là mình chưa có cái gì để tự chế. Cất bớt mấy cái đồ lên coi. Giờ nó lộn xộn quá các bạn ạ. Đấy nghe tiếng zombie nó kêu ở đâu ấy nhỉ? Ở đây chắc phải có cái dương hay cái gì đó đấy. Để mở cái này ra chứ đúng không? Để mình xem nào. Có cái nút hay cái gì không ta? Ô cái này cho vô hạn mấy cái đồ này hả? Phải không? Đó. Đó. Vãi, nó cho vô hạn mấy cái đồ này luôn ạ. Thế ví dụ mình cần cái gì quá mình xin nó cho vô hạn luôn này hả? Giờ làm nào để mở cái cửa phía trên ra nhỉ? Ui vãi. Giật cả mình ạ. Mình nghĩ là phải có cái gì đó để mở cái cửa ra các bạn ạ. Ok các bạn ơi, tạm thời thì hơi bế tắc rồi. Ê, bạn nào mà biết cách nào để có thể vào trong kia ấy, thì các bạn chỉ mình nha. Bạn nào đã từng chơi qua rồi ấy, thì các bạn thể comment xuống dưới chỉ mình cách để vào trong kia đánh con boss. Mình không biết là trong đấy có boss hay không nhưng mà mình nghĩ chắc có đấy. Bạn nào biết thì chỉ mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì goodbye.